Bước tới thiền viện Tây Thiên, người ta thường ngỡ ngàng trước vẻ đẹp uy nghiêm của ngôi chùa nằm bồng bềnh trên những biển mây. Một không gian thiên nhiên kỳ vĩ, đằng sau là đồi thông vi vu trong gió, phía trước là một vùng đồng bằng trải rộng cánh cỏ bay. Thầy Thích Kiến Nguyệt, trụ trì chùa Tây Thiên đã từng ví von: nếu 1.000 năm Thăng Long trước, Phật giáo đã để lại cho dân tộc một công trình kiến trúc độc đáo, chùa một cột, đã trở thành biểu trưng của quốc gia, thì 1.000 năm sau, Phật giáo Tây Thiên đang cố gắng để lại cho thế hệ mai sau một công trình kiến trúc Phật đài với sự đóng góp trí tuệ của các nhà trí thức đương đại và tịnh tài, tịnh vật của các Phật tử gần xa có duyên với Phật đài. Phật đài sẽ nhắc nhở mọi người Phật tại tâm. Trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, Phật Hoàng Nhân Tông đã dạy: nhân khuây bản nên ta tìm Bụt, đến biết hay Bụt chính là ta. Đường lên thiền viện uốn lượn quanh co men theo các triền núi phủ bóng thông xanh. Càng lên cao, con người như càng đi sâu vào cõi thoát tục. Dưới chân núi, ruộng đồng, nhà cửa bỗng như lùi lại vào một cõi xa xăm để nhường chỗ cho tiếng gió vi vu, tiếng chuông chùa ngân vọng. Thế mới biết, trải qua bao cuộc bể dâu, Phật giáo Việt Nam vẫn sáng mãi một dòng thiền phái Trúc Lâm mà sư tổ là vị vua anh hùng Trần Nhân Tông. Tưởng nhớ về vị vua anh hùng, ta như nghe sang sảng bên tai hai câu thơ: xã tắc hai phen chồn ngựa đá, non sông nghìn thuở vững âu vàng. Và cũng chính mảnh đất thiêng này, mạch nguồn thiền tông được khơi nguồn từ đây. Thiền viện Tây Thiên là một trong ba thiền viện lớn nhất cả nước, sau thiền viện Trúc Lâm Yên Tử và thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Vua Trần Nhân Tông là một vị vua anh minh. Tuy ngài ngồi trên ngai vàng, nhưng ngài đã rũ sạch bụi trần để tâm lĩnh hội những tinh túy của thiền. Cho nên tâm thiền của ngài rất sáng và sống thiền rất đắc lực. Sau khi nước đã thái bình thịnh trị, dẹp yên giặc Mông Cổ, ngài nhường ngôi cho con trai, rời bỏ quyền quý cao sang để thoát tục tìm về với cõi thiền. Thường người ta lên hoàng đế đó, thì ở cái cương vị làm vua rồi đó, ai cũng muốn ở ngai vàng muôn năm, đã hưởng thụ ngũ dục, ăn thịt, uống rượu, yến tiệc, đờn ca, sướng hát, linh đình. Còn trái lại đó, thì vị hoàng đế của chúng ta, năm 35 tuổi là cái tuổi thanh niên, trai tráng, sung sức nhất, ham chức, ham quyền, ham hưởng thụ nhất, mà dám từ bỏ ngai vàng, nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông. Vì quyết chí tu như vậy đó, cho nên ngài tu thời gian ngắn, ngài ngộ đạo, để rồi thành tổ của thiền phái Trúc Lâm. Trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, ngài mô tả cuộc đời tu của ngài. Trước khi nói qua đó thì chúng tôi cũng xin nói thêm là ngài lấy bút hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Hương Vân, hương là thơm, vân là mây. Ngài ví mình như đám mây thơm bay khắp nơi trong nước để đem mưa pháp đến cho nhân dân. Đối với hương thơm thế gian thì đi theo chiều gió, đối với hương thơm đạo lý thì đi ngược chiều gió. Cho nên ngài lấy bút hiệu là Hương Vân. Đại Đầu Đà là tu khổ hạnh. Ngài tu thực hành 12 cái hạnh đầu đà. Đầu đà có nghĩa là đầu trần chân đất. Hồi nào làm vua có tóc còn đổ mão, bây giờ đi tu rồi đó, đầu trọc để trần. Dòng thiền Việt Nam thể hiện tâm tính, cốt cách của con người Việt Nam, nên ngọn đèn thiền của Thiền Tông mang những nét khác biệt với thiền Ấn Độ hay Trung Quốc.
dùng thiền giáo song hành, tức là ngài vừa chủ trương dạy thiền, thiền tức là bất lập văn tự, tức là không dùng chữ nghĩa, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, trực ngay nơi tâm mình mà để nhận ra ông Phật ở nơi tâm mình, đó là thiền. Còn kinh á, là lời Phật nói, lời Phật nói tức là kinh là lời Phật nói, còn thiền là tâm của Phật, thì ngài dung hợp vừa lời của Phật nói vừa tâm Phật để giảng dạy cho tăng ni Phật tử của mình. Mỗi cái thiền của các nước á, nó dựa vào cái bản sắc văn hóa dân tộc mà nó có cái đặc tính riêng, đặc thù riêng. Thiền của Ấn Độ đó thì nó cũng trực chỉ, cũng ngay nơi tâm mình, trực chỉ chân tâm, nhưng mà nó mang cái tính kỳ bí, bí hiểm, nó mang tính bí hiểm. Còn thiền của Trung Quốc á, thì nó cũng trực chỉ ngay nơi tâm mình, và đồng thời nó mang cái tính táo bạo. Thí dụ như hỏi thế nào là Phật, ngài đánh, ngài hét, ngài dùng Phật tử. Còn đối với Việt Nam mình dùng thi ca. Trần Nhân Tông trả lời rằng là giờ đục vàng rơi đống phân trâu, người đang đúa vác bó hương thơm. Cái đục vàng là vật quý, rơi vào cái đống phân trâu là hôi thối, còn người đang đúa là hôi thối mà vác cái bó hương thơm, bỏ đi cái thơm cái thối, ngay đó tâm mình thanh tịnh, từ đó là thiền. Đó thì các ngài dạy thiền là bằng thơ văn, đó là đặc điểm của thiền của Trung Lâm. Khi tìm về với cõi thiền, con người ta nên quên đi mọi điều u uất buồn phiền, quên đi những mối quan hệ ràng buộc, những yêu, những ghét, những giận, những hờn, để tâm thật thảnh thơi, bình lặng như một mặt nước. Rời xa những thú vui của cuộc sống để cho tâm mình thanh tịnh. Thiền phái Trúc Lâm không dạy theo một giáo lý nào, mà tư tưởng của thiền phái Trúc Lâm là Phật ở trong tâm mỗi người. Bởi lẽ Phật không ở nơi kỳ bí, cao xa, mà Phật ở ngay tại tâm của con người, giúp cho con người nhận ra mình là ai. Nhớ rằng mình phải thắp sáng, đuốc tệ mình lên để mình trở thành Phật, vì mình cũng có tâm. Phật cũng như chúng ta, Phật bỏ đi cái tâm chúng sinh là vui buồn thương ghét, trở thành cái tâm an lạc thanh tịnh, cho nên ngài thành Phật. Giờ chúng ta đi ăn cơm mà chúng ta ôm bát đi lặng lẽ, thanh tịnh, biết rõ mình đang đi, thì ngay đó mình thực hành làm Phật đang đi ăn cơm. Vậy thì chúng ta đang giặt đồ mà biết mình đang giặt đồ, đang rửa chén biết mình đang rửa chén mà không nghĩ gì hết, thì đó là chúng ta đang thực hành làm Phật đang làm việc giặt đồ. Ngồi thiền là phương pháp dưỡng tâm đặc sắc nhưng cũng rất khoa học của Thiền Tông Việt Nam. Khi tọa thiền, thân ngồi yên trong sự tĩnh lặng nên tịnh tâm hơn. Thiền có sức mạnh giúp con người quên đi những ưu tư phiền muộn để cho tâm được thông suốt, khí lực tràn trề những nhựa sống. Thiền còn giúp tính khí của con người được bình tĩnh và điềm đạm hơn. Thiền sư Thích Kiến Nguyệt, người đã thay mặt thiền sư viện trưởng Thích Thanh Từ chủ trì thiết kế và thi công xây dựng thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, qua những nghiên cứu của mình đã góp phần giúp chúng ta hiểu rõ thêm về kiến trúc ngôi chùa Việt Nam trong thiên niên kỷ mới. Chúng tôi cũng chắt lọc những cái tinh hoa của ngôi chùa Việt Nam từ cái mái đao, nhưng nó đơn giản bớt, nó cách điệu bớt để cho nó thanh thoát hơn, nó đỡ cái cầu kỳ hơn. Và trong chùa thì vì nó là một nơi để mà sinh hoạt về giáo dục, về đạo đức, cho nên phải cao, rộng, thoáng như một hậu trường để người ta có thể đủ oxy người ta thở, để nó thoáng mát. Nhất là khí hậu Việt Nam này nó nóng nực, do nơi đó mà kiến trúc ngôi chùa của Thiền viện Trúc Lâm thì nó có nét thanh thoát, nó không có cầu kỳ và nhiều gian nhiều cột. Cho đó ngày xưa đó thì vì làm bằng gỗ cho nên cây gỗ không thể nào quá 3-4 mét, cho nên cần phải nhiều cột. Còn bây giờ chúng tôi xây dựng bằng kiến trúc bê tông, cho nên chúng tôi vượt khẩu độ, có những khoảng cách là khoảng 15-16 mét để nó bớt cái vướng cái tầm nhìn.
và đồng thời nó rộng rãi, nó thoáng. Đó là đặc điểm của ngôi chùa. Thiền tông không còn chỉ dành riêng cho tăng ni Phật tử mà mọi người đều có thể đến đây để tập tu thiền. Khóa tập tu hè cho trẻ em là một cách uốn nắn tâm tính của các em bằng thiền định. Chùa Tây Thiên đã là nơi thu hút đông đảo trẻ em thành thị mỗi khi hè về. Các em nhỏ ở thành thị sau một năm học căng thẳng có một dịp nghỉ hè 3 tháng. Bố mẹ của các em đều tất bật với những công việc trong cuộc sống, không có thời gian vui chơi trọn vẹn dành cho các em. Nhiều em thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ nên dễ ham chơi game, internet. Có nhiều bậc cha mẹ muốn con bớt tính nóng nảy, biết yêu thương, chia sẻ, báo hiếu cha mẹ cũng đã chọn thiền viện là nơi gửi gắm. Để giúp các em có ích trong cuộc sống, nhiều phụ huynh đã đưa con lên thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên để tập tu. Thật ra thì thiền viện không có cái chủ trương để mà đưa các em nhỏ lên để giáo dục. Vì thiền viện là một cái nơi chuyên để đào tạo tăng ni, kế thừa quý thầy để phát triển cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà do vì cái nhu cầu của xã hội, năm rồi thì có các em bé nó nghiện game quá, rồi cha mẹ nó gửi lên trên này để rồi nhờ quý thầy giúp đỡ cho nó tránh cái duyên ở dưới thành phố nó chơi game, rồi nó học thiền, rồi từ chỗ đó nó đã chuyển hóa được cái tư cách của nó, cái đam mê của nó, cho nên rồi từ đó mà gia đình tin tưởng, năm nay thì đăng ký gửi thêm rất là nhiều. Thì dự trù với cái cơ sở của thiền viện Long Tây Thiên thì chỉ chứa được khoảng chừng 250 tới 300 thôi, mà hiện nay cái số nó lên tới gần 600, mà từ chối không được vì gia đình nào cũng năn nỉ. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên nằm dưới những tán cây thông yên bình và thanh tịnh, nơi mà chỉ có các quý thầy, quý cô cùng bạn bè chăm sóc lẫn nhau. Các em đã được học Phật Pháp, tu thiền để thay đổi tâm tính. Mẹ em bởi vì gia đình em là gia đình buôn bán cho nên là nó có rất là nhiều việc ạ. Nếu như bây giờ em đang ở nhà thì có lẽ là em đang ngồi trên máy tính ạ. Vì thực sự là em rất thích ngồi máy tính. Lúc nào chỉ cần lúc nào mà rảnh rỗi ạ là em sẽ có thể ngồi được. Em thậm chí ngồi được cả ngày. Cái điều đấy thì gọi là nghiện đấy ạ. Bố mẹ em muốn em lên đây để em thay đổi tính cách, để em trở thành một con người mà có ích hơn ạ. Những em nhỏ chỉ mới xa bố mẹ có vài tiếng đồng hồ, có em lâu nhất cũng chỉ được có 2 ngày thôi. Nhưng vì lần đầu tiên xa nhà, không quen với những nguyên tắc trong chay giới, nên nhiều em nhỏ vẫn còn quyến luyến bố mẹ. Cố gắng để mẹ sẽ đón con về nhá, để họ ấy nhá,
không mừng anh thế con nhá. Được chưa? Được chưa? Không được khóc, mình là con trai, mình phải tự tin. Bước tới thiền viện, các em nhỏ dường như phải thay đổi những thói quen sống với bố mẹ. Vốn được nuông chiều từ nhỏ, nhiều em không biết tự lấy cơm ăn, không tự chăm sóc được cho bản thân. Nhưng khi đến thiền viện, các em phải học những bài học đầu tiên từ những công việc nhỏ nhất. Công việc cụ thể hàng ngày đối với các em thì 4 giờ thì các em thức dậy, rồi làm vệ sinh, rửa mặt, súc miệng. Đến 4 giờ rưỡi thì các em đi thiền hành và tỏa thiền. Cho tới 5 giờ 15 thì các em nghỉ. Sau đó thì các em trở về tiếp tục thể dục, vệ sinh cá nhân. Cho đến 6 giờ thì các em dùng tiểu thực. Tới 7 giờ thì các em trở về vệ sinh. Tới 7 giờ rưỡi tới bắt đầu là tập hợp lại các em lại để cho các em học giáo lý, tập ca, tập hát, tập nấu cơm, rồi tập làm những công việc khéo. Quý vị đã đến tham dự buổi lễ hôm nay, xin một tràng pháo tay công đức kính thưa quý vị. Con lên đây con có nhớ nhà không? Có à? Ừ. Thế con đã quen ở trên này chưa? Quen rồi. Thế sáng mấy giờ con dậy? 3 giờ sáng. Ừ, 3 giờ sáng con dậy. Thế con dậy thì bắt đầu con dậy thì công việc của con như thế nào? Thì đánh răng rửa mặt rồi 3 rưỡi đi ra nhà thờ tổ thiền. Thiền. Thế con đã biết thiền chưa? Rồi à. Ừ, thế con phải con dậy mẹ nhá. À. Thế con lên đây thì con phải cố gắng là nghe các thầy dạy dỗ để cho tâm con nó tịnh lại, vì mẹ thấy con rất là cục tính. Mà không được trêu các bạn đâu nhá. Nhá. À. Các bạn mà có trêu hay các bạn có đùa con cũng không được đánh các bạn đâu. Thì có gì mà bạn nào quá với con một tí thì con nói với thầy nhá. À. Không được đánh lại các bạn đâu nhá. À. Nghe rõ chưa? Phải ngoan. Để về còn đi học để cho cái tâm nó tịnh vào, chứ con mẹ thấy con rất là cục tính. Con nghe rõ chưa? À. Rồi đến 28 rồi mẹ đón con về cho con học, rồi con phải dạy dỗ các em nhỏ sau nữa chứ. Sự ân cần nhẹ nhàng chỉ bảo của sư thầy, sư cô giúp các em học cách tri ân trời đất, không sát sinh những muôn loài sống quanh ta. Tình cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Câu ca dao không thể thiếu trong mỗi bài giảng của thầy khi các sư thầy dạy các em biết tri ân báo hiếu cha mẹ. Học được sự báo hiếu bố mẹ. Sự báo hiếu bố mẹ đó, em nghĩ là nó kiểu cách đơn giản là chắc chỉ phục dưỡng thôi. Nhưng mà sau khi được các thầy và các cô chỉ dạy thì em đã biết là khi lên chùa thì kiểu báo hiếu thì đã nạp theo rất nhiều, là nhiều cách, không phải là mỗi là phục dưỡng không. Và điều thứ quan trọng thứ hai, khi em lên chùa em đã cảm nhận được là sự đoàn kết giữa bạn bè với nhau, biết yêu thương nhau hơn và đùm bọc nhau về cuộc sống và an ủi bạn khi bạn buồn. Các em nhỏ chỉ mới từ 6 đến 10 tuổi, đang trong tuổi nghịch ngợm lại hiếu động. Ngồi thiền để cho tâm tịnh với các em là một điều không dễ dàng. Thiền định sẽ khiến cho các em cảm thấy thích thú, thoải mái hơn sau thời ngồi thiền. Phương pháp này hướng dẫn các em sự di chuyển chậm, đi từng bước với sự chỉ dẫn kỹ lưỡng. Để đạt được điều đó, các quý thầy đã phải rất vất vả chỉ dẫn từng em nhỏ một cách nhẹ nhàng, uốn nắn các em tập trung để cho tâm sáng và thanh thoát. Thiền bản, được gọi là cái thiền bản. Thì cái thiền bản này là để dành cho một người được gọi là người giám thiền. Cái người nào được cầm cái thanh gỗ này được gọi là người giám thiền. Thì người giám thiền đấy là có trách nhiệm là
kiểm quan sát, kiểm tra và giúp đỡ thiền sinh. Những người nào được ngồi trong thiền đường được gọi là thiền sinh. Thì thiền bản này là nó có hai công dụng chính. Thứ nhất là giúp cho thiền sinh loại trừ hai yếu tố này. Thứ nhất là hôn trầm, hôn trầm có nghĩa là ngủ gục. Thứ hai là vọng tưởng. Tại vì khi chúng ta đi ngồi thiền thì một thiền sinh thường rơi vào hai cái này là chính. Thì mỗi khi cái vị đã ngồi một tí thì dễ bị rơi vào hôn trầm, thì cái thiền bản này sẽ đánh vào khẽ nhẹ vào vai của cái vị thiền sinh ấy, và đánh một cái chát nhẹ thôi. Cái sự thấm thía của cái đau đó là không cao, nhưng mà tiếng vang nó làm cho cái vị đó tỉnh lại và vị ấy không bị rơi vào hôn trầm và bị vọng tưởng nữa. Và cái yếu tố thứ hai là trong cái thiền bản này nó có một cái mặt phẳng về cái mặt này. Thì cái mặt này là nó phẳng, khi mà thiền sinh ngồi mà thân không thẳng, cái nghĩa là cột xương sống không thẳng, thì cái bản này sẽ điều khiển các em thẳng theo cái mặt phẳng của cái phẳng này để các em đi vào đúng cái tư tưởng thiền học. Thì khi mà cái xương sống nó thẳng thì nó mới vận được cái khí nó lên trên cái não bộ, và nó mới an trụ được cái tâm tốt, và tâm các em nó không bị tán loạn. Có những em bé lên tập thiền từ mùa hè năm ngoái. Với ngôi chùa Tây Thiên, với các sư thầy ở đây cũng không còn xa lạ, như một sự trở về với gia đình thứ hai của mình. Chúng tôi đã được gặp một người cha đưa con đi tập tu ở đây tâm sự. Cuộc sống ở thành thị quá xô bồ, ồn ào khiến các em quên đi nhiều giá trị trong cuộc sống. Hơn thế nữa, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên không chỉ giảng giải về Phật Pháp, thiền định mà còn giúp các em hiểu về lịch sử nước nhà. Về một vị vua anh minh cả một đời vì dân vì nước, và khi Thái Bình thịnh trị, Ngài đã nhường ngôi cho con để hướng tâm mình về cõi Phật, trở về với cõi thiền, mong cho chúng sinh được bình an. Thật tu phải như ăn, một ngày ăn có một hạt mừng thôi. Chắn là các con anh lên chùa nhiều, nghe bố ra nói nhiều thì cũng sẽ biết hơn các bạn. Ví dụ như là cũng biết về sáu mối sáu căn, các con anh cũng biết về Bát Nhã Tâm Kinh, là cái bát nhã căn bản nhất của Thiền Tông Việt Nam, của Đức Phật, có cách đây mấy nghìn năm trăm năm. Con cũng tự hào. Nên ăn cơm ở chùa thì các thầy đọc kinh thì các con anh cũng thuộc. Và cũng kể tự hào với các bạn rằng có ngôi Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ở trên núi Tây Thiên rất đẹp, rất cao, rất rộng. Và nó cũng rất tự hào, thường xuyên kể với các bạn. Điều anh mong muốn nhất khi các con anh học xong khóa tu là hiểu thêm về đạo lý làm con, làm người, làm bạn. Và yêu thương bố mẹ nhiều hơn, yêu thương bạn bè nhiều hơn, và biết sống, biết nhường nhịn mọi người hơn, và sống biết giúp đỡ mọi người hơn. Những người cha, người mẹ một lòng hướng Phật, coi thiền định như một phương pháp giáo dục, uốn nắn tâm tính cho trẻ trong lòng, cũng mong mỏi các con hiểu thấu về lịch sử nước nhà. Học thiền và học pháp lý của Phật Pháp là một trong những phương pháp giáo dục trẻ em hiệu quả. Không dùng sách vở khô khan, chỉ bằng những lời dạy của Phật, sống không sát sinh, yêu thương muôn loài vạn vật như ta yêu chính trái tim ta. Cách dạy dỗ ân cần của quý thầy quý cô ở chùa Tây Thiên đã giúp các em thay đổi tâm tính. Tâm kinh trí tuệ kéo cánh rộng lớn, khi Bồ Tát quán tự tại hàng sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy vô ách, này xá lợi Phất. Vào thời vua Hùng Vương, đất nước của mình có ba ngôi chùa là Thiên Ân Thiền Tự, Thiên Quang Thiền Tự và Hoa Long Thiền Tự. Đây là cái đất của chùa Thiên Ân Thiền Tự ở Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai quật cái nền chùa cổ, thì tìm được gạch ngói gốm sứ thời Lý thời Trần, chúng tôi đang để trên nhà trưng bày. Từ chỗ đó thì chúng tôi về thư trình lại thầy chúng tôi. Đây rõ ràng là cái nôi của Phật giáo Việt Nam. Vậy thì cái trách nhiệm của Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên về đây
để khôi phục lại một cái di tích, có thể nói là cái nôi, một trong những cái nôi của Phật giáo Việt Nam ở tại vùng đất này, để rồi vừa khôi phục lại cái tinh thần của thiền phái của dân tộc là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Vì chúng tôi vừa làm hai nhiệm vụ, khôi phục lại cái cơ sở vật chất của Phật giáo thời Hùng Vương, và đồng thời khôi phục lại cái tinh thần Phật giáo của dân tộc là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Chùa Tây Thiên nằm yên lặng và thanh bình, nhưng vẫn náo nhiệt tiếng nô đùa của trẻ con. Chùa Tây Thiên đón mọi người đến để tọa thiền và đến để biết ơn vị vua Trần Nhân Tông. Ngài là biểu trưng cho đạo Pháp gắn liền với dân tộc. Ngày nay, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là một trong ba thiền viện lớn giúp cho những tinh hoa của mạch nguồn thiền tông phát triển cũng như Phật giáo nước nhà.